Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại bản tin nhanh của Vũ Phong và Taylor. Chẳng có gì để mất, cô dâu 62 tuổi lại đập mặt làm đẹp. Đời này chỉ cần chồng yêu là đủ. Trước đó một tháng thì cô dâu 62 tuổi đã từng công khai hình ảnh hậu giao kéo mũi chỉnh lông mày khiến cho cư dân mạng rùng mình. Vừa qua thì cô Thu Sao lại tiếp tục đụng dao kéo để hồi xuân và tự tin khoe ảnh hạnh phúc bên chồng trẻ. Được biết lần đại phẫu thuật này thì cô dâu 62 tuổi đã tiến hành thẩm mỹ căng da mặt khiến cho gương mặt trở nên sưng phù. Cô dâu 62 Thu Sao Cao Bằng không ngần ngại chi lớn để tự tin sánh đôi với chồng trẻ 36 tuổi. Cũng vào tháng trước đó, cô đã bỏ ra 100 triệu đồng để làm răng, cấy mở mặt và 50 triệu đồng để nâng mũi, chỉnh trang lông mày. Theo như chia sẻ trên trang cá nhân Facebook của mình thì cô dâu 62 tuổi vừa thực hiện xong một cuộc đại phẫu thuật gồm có căng da mặt, cấy mở, làm đầu trán. Khi mà nhận được quá nhiều lời hỏi thăm, động viên từ cộng đồng mạng để bù lại tình cảm của mọi người thì cô Thu Sao đã livestream nói chuyện. Kèm theo đó là những lời cảm ơn dù gương mặt sưng phù. Băng bó kín mít. Và mỹ quan chia sẻ của cô như sau: tối qua cả đêm mình không ngủ được, cũng không dám nói với chồng vì sợ chồng lo. Đã nhịn từ 2 giờ đêm không ăn, không uống được. Vì mình có tuổi rồi, sợ lúc làm sẽ bị sốc hoặc là gì đó. Mình đã nghĩ một điều dại dột là mình gây mê rồi, liệu mình có tỉnh lại được hay là không. Mình chẳng may không tỉnh lại thì con cái họ hàng làng xóm nhìn vào bảo đi làm đẹp rồi mất, đem người về thì làm thế nào. Nhưng mình tin tưởng các bác sĩ lúc gây mê và tin tưởng vào sức khỏe của mình và đã gạt hết những cái suy nghĩ trong đầu đi. Bây giờ thì mình đã bình an rồi, mình sẽ ở lại Hà Nội đến khi cắt chỉ xong mới về. Và chúng ta có thể thấy là cô Thu Sao xuất hiện với gương mặt sưng phù và băng kính sau khi phẫu thuật. Trong lần đại phẫu thuật này thì người chồng trẻ luôn ở bên quan tâm chăm sóc, còn có cả Quách Phượng thì nở tái sinh. Những hình ảnh hậu phẫu thuật được đăng tải trên mạng của cô dâu 62 tuổi khiến cho cộng đồng mạng không khỏi choáng váng. Nhiều người còn bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe cô khi mạo hiểm thẩm mỹ dù đã ngoài 60. Mặc dù nhận được không ít những ý kiến trái chiều, thậm chí là gạch đá từ phía cộng đồng mạng, nhưng cô Thu Sao vẫn bỏ ngoài tai và vui vẻ với cuộc sống như hiện tại bên chồng trẻ hoa cương của mình. Như các bạn cũng đã biết là trước đó cặp đôi này luôn tuyên bố là tình yêu không có cần quan trọng cái vẻ bề ngoài. Tuy nhiên thì tính tới thời điểm hiện tại, cái việc mà Thu Sao và người chồng trẻ hoa cương của mình liên tục đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhất là chị Thu Sao, thì thể hiện cái vẻ đẹp nó cũng rất là quan trọng so với vẻ đẹp từ tâm hồn. Và mình tin chắc là sau cái lần đại phẫu thuật này thì vẻ bề ngoài của chị Thu Sao nhất định sẽ có sự thay đổi đột phá. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi thêm một thời gian nữa sau khi những cái vết thương trên mặt của Thu Sao này lành hẳn để xem là cái gương mặt cuối cùng sau khi phẫu thuật sẽ như thế nào nha. Và video thông tin nhanh này đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video sau.